Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc phát hiện có đỉa trong bình nước 20 lít còn nguyên tem tại trường mầm non Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, theo lãnh đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Bình, hiện bình nước có đỉa đã không còn nên việc làm rõ nguyên nhân cũng gặp khó khăn. Ông Lê Minh Tiến, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cho biết, sau khi nhận được thông tin phát hiện có đĩa trong bình nước 20 lít còn nguyên tem tại trường mầm non Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, đơn vị đã cử đoàn đến làm việc với trường, Ủy ban nhân dân xã Phong Thủy và công ty cổ phần nước khoáng Bàng để xác định nguyên nhân vụ việc, tiến hành lấy mẫu nước để gửi đi xét nghiệm. Tuy nhiên, hiện không còn bình nước có đĩa nên việc làm rõ nguyên nhân cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Ông Tiến cho hay, sự việc xảy ra từ 28 tháng 4, nhưng sau 9 ngày, đơn vị mới nhận được thông tin nên tiến hành lên kiểm tra. Lẽ ra khi phát hiện, trường phải lập biên bản, phối hợp với xã và lực lượng chức năng niêm phong thu giữ bình nước, nhưng nhà trường lại cho công ty cổ phần nước khoáng Bàng mang bình nước về. Giờ họ đã xử lý tiêu hủy rồi nên rất khó xác định. Về việc nước của công ty này có đảm bảo chất lượng hay không, cũng phải chờ vì chưa có kết quả xét nghiệm. Theo cô Dương Thị Thúy Hà, hiệu trưởng nhà trường nơi xảy ra vụ việc, trước đó, trường thường mua bình nước loại 20 lít của công ty cổ phần nước khoáng Bàng, địa chỉ tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, cho học sinh uống. Đợt mua gần nhất, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 4, khi đưa một trong những bình nước vừa mua về ra sử dụng, thì xảy ra sự việc trên. Sau đó, trường đã lập tức dừng việc sử dụng nước đóng bình của công ty này. Sau khi vụ việc xảy ra, các cô giáo đang tự nấu nước cho học sinh uống để đảm bảo an toàn. Trường cũng liên hệ phía công ty cung ứng nước, lập biên bản sự việc ban đầu để tiến hành kiểm tra. Bình nước có đĩa bên trong sau đó đã được phía công ty thu hồi.